Nam em thông báo đã nhận giấy triệu tập, livestream chia tay, mọi người ở lại mạnh giỏi nha. Sau bài đăng xin lỗi, nam em gửi lời tạm biệt mạng xã hội sau khi nhận được giấy triệu tập làm việc trong ngày 28 tháng 2. Mới đây, nam em livestream thông báo cô vừa nhận được giấy triệu tập từ sở thanh tra yêu cầu có mặt để làm việc vào ngày 28 tháng 2. Cô cho biết nội dung trong giấy mời muốn cô xác minh toàn bộ các tài khoản mạng xã hội. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ không biết bản thân sắp tới phải đối mặt với những gì. Theo lời của nam em, trước mắt có thể cô sẽ bị phạt hành chính. Tuy nhiên, cô không chắc bản thân có bị bế đi hay không. Người đẹp buồn bã cho biết bản thân không say nhưng đã chọc vào ổ kiến lửa nên phải chịu. Cụ thể, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long cho biết: tôi nhận được giấy triệu tập rồi, 28 tháng 2 năm 2024. Hôm nay tôi nhận được cuộc điện thoại của sở thanh tra, gửi giấy mời lên để giải quyết. Tình hình như thế nào tôi không biết, nhưng trong giấy mời kêu tôi phải lên đòi xác minh tất cả các tài khoản mạng xã hội cho họ. Tôi đoán họ sẽ bắt tôi khóa một thời gian, nộp phạt, còn phải tùy theo những người ghét tôi muốn bảo vệ cho hào quang của họ, thì mức hình phạt của tôi sẽ nặng hơn. Nhưng mà tôi nghĩ chắc họ không để cho tôi yên đâu, cho nên đừng chọc vào cái lửa. Mặc dù tôi chẳng làm gì sai, nhưng tôi vẫn phải trả giá vì mình đã lột mặt nạ của người ta, vì mình lo chuyện bao đồng, cái giá phải trả quá đắt. Nam em cho biết cô muốn dành thời gian sắp tới cho những người yêu mến mình. Nữ nghệ sĩ nói tạm biệt, hy vọng fan hâm mộ không quên cô trong lúc cô tạm vắng mặt. Nam em nhắn nhủ chỉ còn được gặp mọi người trong 2 ngày thôi, không biết bao lâu mới gặp lại, không sao đâu, 1 năm hay 2, 3 năm qua nhanh lắm. Nhục khi trong đó không có mạng xã hội, có khi tôi mau khỏe hơn, mọi người ở lại mạnh giỏi. Không gặp nhau một thời gian đừng quên nam em nha. Sau khoảng thời gian không gặp lại, chúng ta sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc nha. Hiện tại, thông tin Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long nhận được giấy mời triệu tập trở thành tâm điểm chú ý. Trên mạng xã hội, người xem để lại bình luận trái chiều, rất vui khi nghe tin này, hoan hô Bộ Văn hóa, sao thấy thương nam em quá. Không sao đâu, chỉ nhắc nhở phạt hành chánh thôi em gái.